Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Tây Tạng 1951 và Việt Nam 2020 từng bước gắn chặt số phận Việt Nam vào với Tổ Cộng. Nhiều hot hacker cứ hướng dư luận theo kiểu đảng đúng hết, chỉ có vài cá nhân làm sai nên mới sai bét, đặc biệt là trong chuyện từng bước cột chặt vào với đàn anh Tổ Cộng. Chuyện Tây Đình là làm đường sắt 100.000 tỷ nối Lào Cai tới Hải Phòng theo hướng mở đường cho Vân Nam, thông ra cảng biển quan trọng nhất của Việt Nam. Các faker hô lên đó là tội nặng của thể giao thông, chửi bới thể thẩm tệ và lơ đi rằng đó là chủ trương và quyết định của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đảng. Khi qua tàu vào năm 2017 ký kết với Đảng Anh đến 15 văn kiện hợp tác, trong đó có vụ làm đường sắt Lào Cai - Hải Phòng. Chửi thể cũng đúng, chửi chính phủ càng đúng hơn, và hơn thế nữa, sau này còn phải truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã trực tiếp tham gia vào chuyện hại nước Tây Đình này. Nhưng tại sao lại lơ đi thủ phạm chính là ông Nguyễn Phú Trọng? Hay các faker cho rằng ông Trọng cũng chỉ là người thi hành, còn kẻ ra quyết định tối cao vẫn chưa phải là ông Trọng mà là lão Tập Cận Bình kia? Chuyện Tây Đình thứ hai là vụ ba đặc khu. Rõ ràng là bà Ngân, chủ tịch, đã phát biểu công khai trước đó trước Quốc hội rằng Bộ Chính trị đã quyết, Quốc hội chỉ ban để thông qua. Nhưng ngay sau đó vấp phải sự phản đối kịch liệt của nhiều tầng lớp nhân dân nên đành tạm ngừng lại. Ngưng lại vụ ra luật trên hình thức, thực chất chỉ là đặc khu vẫn triển khai. Triển khai từ trước khi có luật, ví dụ như đất đã bán hết rồi, sân bay quốc tế Vân Đồn đã được đưa vào hoạt động. Nay chính phủ hợp thức hóa đặc khu mà không phải là đặc khu bằng cái tên né tránh là khu kinh tế ven biển và sân bay quốc tế. Quốc hội lại thông qua luật cho phép người nước ngoài ra vào các đặc khu trá hình đó thoải mái, không cần visa. Kẻ nào hưởng lợi, kẻ nào sẽ tràn ngập vào, kẻ nào đe dọa an ninh quốc phòng Việt Nam khi tự do ra vào Vân Đồn và Phú Quốc thì ai cũng đã biết. Trách nhiệm của chính phủ, của những kẻ bấm nút thông qua ở Quốc hội về việc làm nguy hại này đương nhiên phải bị truy cứu trách nhiệm. Tuy nhiên các hot faker cũng bị truy cứu luôn trách nhiệm của các bộ chính trị và đứng đầu là ông Trọng. Vụ đặc khu trá hình này nằm bàng bạc trong các văn kiện 2, 5, 9 và 15 của 15 văn kiện ông Trọng đã ký với Tập Cận Bình. Do đã ký kết với Tàu Cộng nên Bộ Chính trị phải quyết ngay. Lại thêm một quyết định tối cao từ Tập chứ không phải là từ ông Trọng. Đó là chỉ mới nói đến hai vụ, còn bao nhiêu vụ việc khác kể ra không thể hết, chào tháng 12 hết nổi. Trong các ngày cuối năm 2019, hầu như ở đất nước ta, đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang chạy nước rút. Bao sự việc cần phải làm để được kịp lúc, kịp thời chuẩn bị cho kỳ đại hội 13 sắp tới, hoàn tất những gì đã ký kết và hứa hẹn để phải thực thi các vùng tự trị với ngụy danh là đặc khu kinh tế, đường vận chuyển cho nước đàn anh từ Vân Nam qua Lào Cai, Hà Nội đến Hải Phòng, tuyến đường cao tốc Bắc Nam theo kế hoạch. Vành đai, một con đường mà Tập Cận Bình Thiên Triều đang xúc tiến. Trong nước thì bao cơ sở đang làm, chưa làm xong, chưa xong của người bạn bốn tốt 16 chữ vàng vẫn phải được hỗ trợ, thực thi cho đúng hạn kỳ suôn sẻ. Nói chung, phải thực hiện theo chỉ thị hợp tác hợp đồng mà dù bất kỳ trở lực khó khăn nào, đảng ta cũng phải hoàn thành kịp lúc, kịp thời hạn. Anh có thể bảo Việt Nam tụt hậu, Việt Nam bước tiến đi lùi, Việt Nam trên con đường lệ thuộc, mà một đảng vì yếu hèn nhu nhược cúi lòn, hãy đợi đó chờ xem. Xin được trở lại chủ đề qua dòng lịch sử 68 năm tìm hiểu về đất nước Tây Tạng từ năm 1951, một đất nước cũng có thời vàng son rực rỡ, lừng lẫy tiếng tăm, vậy mà đã phải bẫy sập từ anh bạn tốt láng giềng trở thành nô lệ. Giải phóng hòa bình, hợp nhất Tây Tạng vào Trung Quốc năm 1951.
Nước Tây Tạng trong thời Thế chiến thứ hai cũng không tránh khỏi các liệt cường tranh giành sâu xé. Anh, Nga, Mỹ, Ấn đều muốn chiếm vùng cứ đỉnh điểm địa cầu. Tuy nhiên, người bạn láng giềng Trung Quốc, Trung Hoa Dân Quốc vẫn là chỗ dựa tin cậy để được bảo bọc, chia sẻ cùng với thân thiện thế giới. Rồi, từ sau khi Trung Hoa Dân Quốc thua trận chạy ra đảo Đài Loan, thì kẻ thắng trận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Mao Trạch Đông cầm quyền với đầy tham vọng, thay thế chiếm cứ bằng phương thức giải phóng hòa bình, nghĩa là nhẹ nhàng lấn chiếm, nếu không chịu thì giải phóng vũ lực bằng sức mạnh xâm lăng. Kêu cứu không được quốc tế quan tâm can thiệp vì Liên Hợp Quốc mới thành lập còn phôi thai. Lại nữa, đang lúc chiến tranh sôi động Triều Tiên 1950-1953, các anh hùng Mỹ và một số đồng minh còn phải cố mà ngăn chặn làn sóng đỏ xâm lăng. Sức yếu thế cô, chính quyền của Tây Tạng lúc bấy giờ cam đành ký hiệp định 17 điểm, chấp nhận Cộng sản Trung Hoa tiếp thu Tây Tạng, vô hình chung coi như Tây Tạng trở thành một vùng tự trị thống thuộc Tàu Cộng, với mọi chính sách cai trị xếp đặt tiếp tục sau này. Và ai còn lạ gì với đường lối chủ trương của Tàu Cộng những tháng năm kế tiếp, và đàn áp, cướp bóc và giết chóc, cố tâm đưa đất nước tự trị vào vòng chui gen sắt máu của lò lửa bá quyền. Người dân phản kháng và bao lần tàn sát giết hại diễn ra, để đến năm 1959 là cực điểm. Một cuộc nổi dậy của người dân Tây Tạng bùng phát và kết cuộc là chết chóc thảm thương, và Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cùng hàng trăm ngàn người dân trốn chạy, lìa bỏ quê hương di cư sang Ấn Độ, tạo lập một khu định cư hải ngoại vùng Dharamsala cho đến ngày hôm nay. Chi tiết bao nỗi tan thương, thống khổ của vô ngần vạn vì bài viết chỉ xin vắn tắt đôi điều. Từ ấy năm 1959 cho đến nay năm 2019, 60 năm trải qua dưới sự cai trị của Tàu Cộng, đất nước dân tộc vùng Tây Tạng đã như thế nào, mọi người đều rõ. Trở về với đất nước Việt Nam ta, Hiệp ước Thành Đô là một mật ước dù rằng không bao giờ được Đảng Cộng sản có tiếng nói xác nhận hoặc phủ nhận. Đối với Cộng sản thì bao giờ vẫn là bí mật che giấu. Tuy nhiên, tin tức vẫn được dò dỉ phổ biến. Mà dù có mật ước Thành Đô hay không, người ta cũng được hiểu là có vô vàn ký kết thỏa ước, thỏa hiệp đã được Đảng ta ký nhận hợp tác, hợp đồng tự ý và tự nguyện với Tàu Cộng. Bao sự việc xảy ra qua mấy mươi năm và nhất là thời gian gần đây là những gì đang được xác định. Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán nước, dâng nạp lãnh thổ và đưa dân tộc dần lệ thuộc, nô lệ Tàu Cộng. Việt Nam đang sắp trở thành Tây Tạng thứ hai, và mức thảm hại có thể còn tồi tệ khủng khiếp hơn Tây Tạng bây giờ. Tất cả đều là có sự chuẩn bị từ trước. 10 năm về trước là Bô Xít Tây Nguyên, một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước rước dặn vào chiếm lĩnh vùng đỉnh điểm yết hầu của đất nước. Cho đến nay, càng thấy rõ là bao nhiêu vạn Tàu Cộng trá hình vào xâm nhập, lưu trú hợp pháp và công khai. Khu găng thép Hưng Nghiệp Formosa tác hại cho đất nước thế nào từ mấy năm qua và dài lâu thêm nữa, hẳn Đảng đều biết rõ. Vì lợi quyền và vinh sang của Đảng, một Đảng chỉ biết tham tàn vô độ mà không nghĩ đến thống khổ của người dân, hậu quả chết chóc đầy rẫy thảm thương chống đối ư, đã có bọn quỷ dữ sai nhà trấn áp, người dân lén lút bỏ đi tìm đường lo cho cuộc sống, mà điển hình là 39 cái xác chết cóng ở Anh mấy ngày nay được đưa về làm quà cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Bao nhiêu triệu người Tàu, một hình thức khán hóa tự do vào đất nước Việt Nam từ bao nhiêu năm qua, đương nhiên là Đảng có biết. Trong số này không ít đám tội phạm cướp của giết người tự tung tự tác hoành hành trên đất nước Việt Nam. Đảng biết, Đảng hay, nhưng mà Đảng vẫn cứ tai ngơ mắt lắp, phải chấp nhận thực thi theo đề nghị yêu cầu của Đảng Anh Trung Cộng. Chất độc đồ độc bao nhiêu là độc hại giết người tràn lan trên đất nước, được Đảng đồng tình vì Đảng luôn chủ trương đầu độc cho một người, cho tất cả người dân qua từng thế hệ. Bao nhiêu năm biến con người trở nên đần độn để dễ bề sai khiến cai trị.
Nước mất nhà tan, Đảng vẫn cứ im lặng là vàng, ngậm miệng là quyết sách. Lãnh đạo các cấp cao cho rằng sức ta yếu, lực ta nhỏ, dân ta ít. Trước kẻ mạnh giặc đông, ta cần phải khôn khéo cúi lòn thần phục. Ngày trước cũng là lúc thế giặc mạnh, quân giặc đông, vua tôi hợp toàn dân xin thỉnh ý. Ngày nay Đảng tự quyết tất cả, không cần ý dân mà còn ngăn trở trấn áp mọi sự phản kháng của dân. Vậy thì Đảng là ai, là gì đối với quốc gia dân tộc và đất nước dân tộc Việt Nam năm 2020 sắp tới? Hơn 44 năm độc đoán, độc quyền, cả độc ác, Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị dân dựng xây đất nước, không đến thiên đường mà đi vào địa ngục. Đất nước hôm nay chẳng bằng ai. Bao tài nguyên cạn kiệt, kinh tế suy sụp, một đất nước mọi thứ lệ thuộc vào ngoại bang chỉ vì một đảng yếu hèn khiếp nhược. Âm thầm lặng lẽ ký bao hiệp ước dâng đất, nhượng biển và tệ hại hơn nữa là vì lợi quyền, sự sống còn của đảng và hèn mạt khuất phục kẻ thù. Dẫu biết rằng theo tàu sẽ mất nước, nhưng mà còn đảng thà mất nước còn hơn là mất đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã từng nói như vậy sau khi ký kết mật ước Thành Đô, hứa hẹn thời hạn 30 năm kể từ năm 1990, đất nước Việt Nam sẽ sát nhập vào Trung Quốc thời điểm năm 2020. Và hôm nay thời hạn cận kề, người dân đã thấy lần lượt bao nhiêu sự việc xảy ra, rước giặc vào già, dâng nạp non sông và tất cả mọi thứ cho tàu cộng. Từng đoàn người tàu lũ lượt sang Việt Nam tự do không hạn chế, và mới đây miễn cấp visa cho khách nước ngoài, Quốc hội vừa chuẩn phê là một sự xác nhận. Bao nhiêu vùng khu nghỉ dưỡng, tụ điểm du lịch mà có cả bảng dành riêng cho người tàu, ưu tiên cho tàu đến sinh tồn, ăn ở ỉa xả rác trên khắp nước ta đã nói lên điều gì? Nhượng thuê hay dâng hiến? Và cũng mới đây, ba đặc khu trọng yếu Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong đã một thời toàn dân chống đối thì lại được Thủ tướng Phúc Niễng cho xúc tiến thực thi bán cho tàu. Theo bao sự kiện vừa nêu đã nói nên điều gì? Đất nước ta còn hay đã mất? Đường vận chuyển Nam Vân, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng để làm gì nếu không phải là phục vụ vận chuyển cho nhà nước Thiên Triều? Tuyến đường cao tốc Bắc Nam hứa hẹn với sự quyết tâm xây dựng tốn kém hàng 50 tỷ đô la, chả lẽ không là kế hoạch cho vành đai con đường mà là để phát triển kinh tế cho một đất nước đói nghèo đang mang nợ ngập đầu, không cách nào trả nổi, phải nợ còn dân lao động xứ người kiếm tiền trả nợ. Trên Google, nếu ai chịu để ý, đường cao tốc Bắc Nam Việt Nam sẵn sàng xúc tiến được mang tiêu đề China National Highway, National One A Road. Chưa hết, Bộ Giáo dục có lệnh cho học sinh ngữ tránh tiếng tàu thay vì là Anh ngữ để tiện cho giao dịch phát triển tương lai. Tiền tệ sẽ được trao đổi xài bằng nhân dân tệ thay bằng Việt Nam đồng, vân vân và vân vân. Việt Nam trước sự thể mất nước, lệ thuộc ngoại bang, một dân tộc sắp trở thành nô lệ, và điều khó tránh vì một Đảng Cộng sản Việt Nam ham bã sang giàu, mở mắt quang vinh mà trở nên đớn hèn nhu nhược. Và một khi đất nước này lệ thuộc ngoại bang thì dân tộc sẽ ra sao? Giải phóng hòa bình trước kia năm 1951, vì yếu đuối, lẻ loi, cô độc, Liên Hợp Quốc không giúp, đất nước Tây Tạng phải lệ thuộc vào tàu cộng và một dân tộc trở thành nô lệ, dần già, tiêu mất. Dù rằng vẫn có số người bất khuất, kiên cường, vùng dậy chống xâm lăng những năm sau đó. Đất nước Việt Nam không cần phải giải phóng hòa bình mà vì yếu hèn khiếp nhược, tự nguyện dâng nạp giang sơn lãnh đạo chỉ biết khấu đầu, tướng tá, các cấp chỉ huy chỉ là thần phục, chỉ lo ăn cho sướng, sống cho sang, cướp đoạt cho nhiều và hưởng thụ. Cũng mới đây, trước giặc tàu lấn lướt, Đảng ta cho phổ biến sách trắng quốc phòng, đường lối giữ nước khôn khéo với chính sách 4-0, không chủ trương tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, thì dân tộc Việt Nam cần phải làm gì? Cứ ăn, không cần no, đắp chiếu, chùm chăn, ngủ kỹ, nếu có tiền thì chè chén say sưa, cứ yên tâm mà chờ, mà đợi, mọi việc đã có đảng và nhà nước lo. Cái giá để phải trả
Trên 80 năm chết chóc không màng, hy sinh không ngại cả dân tộc, một lòng theo đảng, đánh thực dân đế quốc, mong giành lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Qua hai cuộc chiến dài dẳng 30 năm với núi xương, sông máu, chết chóc đầy dẫy, giành được thắng lợi sau cùng, Mỹ cút, Ngụy nhào, rồi cũng 44 năm sau, tin đảng, theo đảng, ngục lặn tìm kiếm thiên đường, thì lại bị dẫn dắt đi vào địa ngục. Đất nước ta có bao giờ được như thế này chăng? Tự hào, tự sướng, tự ngu, để hoang tưởng, mộng du, đi vào tự diệt. Mấy mươi năm dựa vào dân tộc để sống còn tồn tại, mấy mươi năm nhờ dân, do dân chăm sóc, dưỡng nuôi. Đến lúc lớn khôn, đến khi công thành danh toại thì một mực lừa dối, gian manh, phản chắc. Một đảng chỉ biết vinh sang hưởng thụ cho bè nhóm riêng tư, không màng đến khổ đau, đói nghèo của cả một dân tộc. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam có còn xứng đáng là một đảng lãnh đạo trị vì, có đáng được ra hình phân thây hay không? Quân nhất thời dân vạn đại chớ nghĩ rằng gian manh lừa lọc, quỷ quyệt tinh ma, khôn khéo phỉnh phơ là vững vàng tồn tại tránh khỏi lưới trời. Một dân tộc truyền thống trên 2.000 năm chưa bao giờ yếu hèn khuất phục, nhất định cho dù thế hệ nào vẫn phải quyết tâm vùng lên diệt lũ tham tàn. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.